Trùng Chính cầm đầu đường dây mua bán hàng nóng quy mô khủng, ông Trùng Chính đứng ra mua khoảng 1.600 công cụ hỗ trợ như đèn linh chích điện, roi điện, súng điện, bình xịt hơi cay, khóa còng số 8 thông qua mạng của một đối tượng rồi vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh bán kiếm lời. Ngày 6 tháng 2, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hai đối tượng là Nguyễn Quốc Bảo, đối tượng cầm đầu, sinh năm 1993, ngụ quận Thủ Đức, và Lê Tấn Sĩ, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Quảng Nam, để điều tra về hành vi mua bán công cụ hỗ trợ trái phép có quy mô lớn. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 2, Công an quận Thủ Đức phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nuôi, Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Bảo đang chạy xe máy tại khu vực dòng xoay cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Qua kiểm tra túi xách và cốp xe của Bảo, lực lượng chức năng thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ như cây súng bắn điện, 2 cây đèn linh chích điện bằng kim loại, 3 cây roi điện, 4 cây đèn linh chích điện bằng kim loại, 6 cây đèn linh, 4 bình xịt hơi cay màu xanh và còng số 8. Sau đó, Bảo đã bị lực lượng đưa về trụ sở công an. Qua làm việc, Bảo khai báo đang trên đường đi giao số hàng trên cho khách ở các tỉnh thành thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh ở quận Bình Thạnh. Từ lời khai, công an tiến hành kiểm tra căn nhà của đối tượng Bảo tại đường Kha Vạn Cân, 3, phường Hiệp Chánh, quận Thủ Đức. Tại đây, công an thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ như 312 cây đèn linh chích điện mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, 9 khóa còng số 8 kim loại, 20 bình xịt hơi cay, 30 cây súng bắn điện, 1 hộp đựng 3 viên đạn, 20 cây roi chích điện, 2 cây dùi cua chích điện 3 khúc, 250 cục linh sạc màu xanh, 6 viên đạn súng bắn điện, 4 cây đèn linh chích điện, 38 đèn linh chích điện và nhiều tang vật khác. Nhiều thùng tang vật bị thu giữ tại nhà đối tượng Bảo. Từ lời khai của ông Trùng Bảo, công an tiến hành bắt giữ Sĩ là đối tượng giao hàng cho Bảo. Kiểm tra căn nhà của đối tượng ở đường số 4, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, lực lượng chức năng thu giữ 4 cây linh chích điện. Tại cơ quan công an, Bảo khai tổ chức bán công cụ hỗ trợ như trên từ tháng 2 năm 2017. Bảo đặt hàng thông qua trang web 16.com của một nam thanh niên chưa rõ lai lịch ở phía Bắc. Sau khi đặt hàng, người này sẽ chuyển hàng thông qua xe khách từ Bắc chuyển vào Nam, thanh toán tiền qua mạng. Bảo tạo trang web com và tafouchai.com đăng tải và bán trên các trang này. Bảo đã thuê Sĩ cùng giao hàng cho khách với mức lương khoảng 5 triệu đồng tháng. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc. Ngữ khí của hắn nghe có chút phẫn nộ, thế nhưng trong lòng hắn lại đang run rẩy. Lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, tại hắn trong lòng dần quanh, Mưu Gia chọc vào đại họa rồi. Mưu Gia lão tổ không ở đây, đối mặt loại này đáng sợ cường giả, hắn khẳng định mình và gia chủ liên hợp lại, chỉ sợ cũng rất khó mạnh mẽ lưu lại người này.